một cái đầu CD tít D250 cho anh em về vừa chơi cái CD này vừa làm DAC rất là tiện lợi. Cái máy này là hàng hàng bờ nha, hàng hàng anh em dùng rồi là giao lưu với giá mềm thôi à, 1,2 triệu mua thùng bia với dĩa mồi. Đây là mấy bản đã gửi cả năm nay mà mình chưa động tới. Có rất là nhiều cái tụ lâm cơm cho nên là mình đã thay lại mấy cái tụ mới đó cho nó an toàn, anh em xài thoải mái không sao cả nha. Tại vì khi mình thay mấy tụ mới thì cái độ ổn định nó sẽ lâu, nó dài hơn mấy cái tụ cũ. Tụ cũ thì nó dùng, con này hình như là nó dùng ba cái tụ cũng không. Tất nhiên là không thay thì nó vẫn hát bình thường nha, không phải là có gì đâu. Máy này nó không có gì để hư đâu, dòng CD giống phải cassette. CD thiết kế đơn giản hơn. Nguyên cái bộ trên này á, nó là cái bo analog. Có người gọi tới từ nha, mình tắt cái này cái. Từ chỗ gọi cái coi, hy vọng đừng có gọi Zalo giùm con cái. Gọi Zalo phát là cái video nó tự tắt. Làm video nó tự tắt. Bo DAC này nằm hoàn toàn ở dưới cái hộp ghi này. Đây. Rất là nhiều dây, dày lắm, nhiều lắm. Còn cái bo trên này là bo xử lý analog. Xử lý số. Trong cái đầu này thì cái đầu học một này nè phát rất là tốt, con mắt của nó là con mắt bình thường và bán rất là nhiều trời Nhật Tảo, có tầm 80.000 là con mắt của Singapore là xài ngon rồi nhá. Còn học bên ghi này là con mắt này mua không có đâu, nếu có thì cũng rất là đắt, một con mắt của nó là vào tới 2 triệu lần. Chúng ta bỏ phần ghi đi, và hiện tại phần ghi nó phần máy may học ghi thì nó cũng không có cho nó không đọc được đĩa có lúc đọc được, lúc không đọc được. Nó bị khùng mà. Không chúng ta chịu thôi. Nó chỉ được cái là chúng ta làm DAC sướng. Thôi cái bộ biểu diễn cái CD sau này chúng ta biểu diễn cái phần DAC đi. Ở trên TV, Smart TV chúng ta nó sẽ có hai cổng, đó là một cổng coaxial và một cổng optical. Cái này là mình lấy từ máy tính xuống nha. Nó sẽ có một cái màu quang như thế này, gọi là cổng optical. Optical chúng ta đưa vào in này vậy nha. Trên TV, Smart TV nào nó không có hết á. Hoặc là một cổng coaxial cũng là cổng số nha. Cũng tin cái này là từ TV xuống. Và khi chúng ta làm DAC con cái này rất là sướng chỗ là không có cần đĩa mồi bên trong. Cái out lia line out này Ramly ok. Và một cái line in này là làm tầng pre. Ok. Để làm được cái DAC chúng ta chọn này, input này. Input selector. Chúng ta chọn một phát thì nó sẽ chuyển qua từ coaxial 48 kHz đây, kHz đây. Và chúng ta chuyển một phát nữa nó ra analog. Và chúng ta chuyển một phát nữa nó ra optical 44 kHz rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần chuyển qua optical xong chúng ta mở optical nha. Đó. Và chúng ta cứ nghe thôi. Nó sẽ có đèn báo này rất là đẹp. Bây giờ chúng ta rút ra nó không có hát đâu nè. Thấy không? Ta gắn vào thì nó hát đây. Đây là optical nha. Rất là tiện lợi. Nó hay hơn là mấy. Chúng ta tắt đi. Chúng ta chuyển qua coaxial. Nó hay hơn mấy cái bo DAC mà của Trung Quốc có tầm 1 triệu rồi chúng ta hay mua nha. Mấy cái đó bo đó bo Trung Quốc thôi. Còn mấy cái bo mà DAC chuyên dụng thì nó lại giá cao lắm. 4-5 triệu, 6-7 triệu. Ok ha. Chúng ta chơi. Thường thường chúng ta mua cái hộp mà của Trung Quốc có chút ép. Hắn xử lý có chút xíu xíu buồn cười lắm. Nhưng nghe nó tiếng nó mỏng lắm. Còn này tiếng hay. Và chúng ta chuyển qua cái đi cái tổ à. Ha, chuyển ra. Chuyển đi cái tổ trên TV này nha. Ô bên kia. Nhận thức. À. Của nhân dân ta nói chung và ngư dân nói riêng về cái pháp luật trên biển ngày một tăng lên. Chúng ta chơi kiểu gì cũng được, chúng ta rút ra nó không hát đâu. Đây này, chỉ số về các cái ha, rút ra nó không hát đâu, ta gắn vào thì nó mới hát được, đồng trục mà. Ngày một tăng. Thứ hai là cái số lượng tàu cá chúng ta vi phạm vào cái vùng biển nước ngoài ngày một tăng đi. Rồi ok. Và
chúng ta tắt cái đi, chúng ta chơi, chúng ta chơi 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 CD đi. Thường xuyên nắm chắc được cái tình hình trên biển thông qua các hoạt động của ngư. Ok rồi, ok rồi. Bây giờ chúng ta chơi CD cách nào. Viên ổ này đọc rất là nhanh, chúng ta test sẵn cái này. Và cái mắt nó thay thì dễ, dòng này dòng đời này nó mắc vấn đề. Chỉ có mỗi mắt ghi là khó thôi, còn cái mắt mà mắt đọc thông thông thường thì rất là dễ. Nhận bài nhanh lắm. Ok, chỉnh bài. Bấm play. Bấm nhấn play vào. Số 2 này. Số 3 này. Số 4 này. Tại vì mắt nó dễ thay nên là chúng ta không có ngại về cái này con mắt đâu ha. Hát rất là tốt. Bỏ học này nó không đọc, nó quay suốt. Nó quay xong rồi nó có lúc nó báo lên bản nhạc mà không tự chạy. Bỏ học này thì dễ, học này thì ok. Mấy bờ nhìn tổng thể không được, không có đến nỗi tê tu lắm đâu, chúng ta nhìn thôi. Đó, nó cứ quay eo eo. Đấy là con mắt ghi, có lúc nó nhận được cũng chậm lắm, nhận bài chậm lắm, mới đầu ghi cũng vậy. Còn phần analog nó xử lý tốt rồi, tốt hơn mấy cái cục body IC của chúng ta nhiều. DIC đồ Trung Quốc đó nha, không phải đừng mình không nói đồ hãng đó nha, đồ hãng thì nó lại ngon hơn, đồ hãng đồ cao cấp thì nó ngon hơn. Ok, đĩa đọc thôi, mấy cái đĩa chép đọc tốt lắm, không sao vậy, đầy mắt thường. Giờ chúng ta chỉ còn chuyển qua nghe nhạc thôi. Vừa chơi CD vừa làm DAC rất là đáng tiền.